Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, xem bói đường chỉ tay sinh mệnh. Đường sinh mệnh nói lên điều gì? Về đường sinh mệnh của con người thường có hai loại, một loại có hình vòng cung lớn như hình bán nguyệt, còn một loại có hình vòng cung nhỏ và hẹp. Đường sinh mệnh hình vòng cung bao quanh phạm vi gốc ngón tay cái là thể hiện thể trạng tốt, cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lạc quan. Còn đường sinh mệnh hình vòng cung nhỏ và hẹp là thể hiện thể trạng kém, thái độ lạnh nhạt. Về đường sinh mệnh không chỉ thể hiện tình hình về tuổi thọ và sức khỏe mà đồng thời còn dự đoán cả tai ương về đường sinh mệnh sâu và dài, rõ ràng và xuyên suốt, cho thấy về tình hình sức khỏe tốt, sức sống tràn trề, người có tuổi thọ cao. Còn đường sinh mệnh nông và ngắn cho thấy thể chất kém hay ốm đau hoặc bệnh tật. Về tính tình thì thẳng thắn, thật thà nhưng đồng thời cũng rất nhút nhát. Về đường sinh mệnh ngắn nhưng các đường chỉ khác lại rõ, cho thấy người này tuy hay ốm đau và bệnh tật nhưng khỏi rất nhanh. Còn đường sinh mệnh ngoằn ngoèo cho thấy cuộc sống của người này không ổn định và có nhiều biến động. Cạnh đường sinh mệnh có nhiều đường song song cho thấy có thể cầu lành tránh dữ, khiến cho sức khỏe ngày càng tốt hơn. Về qua vân bàn tay có thể thấy được những thông tin về người cha. Thực ra vân tay của mỗi chúng ta không những thể hiện thông tin về điểm cát hung họa phúc của mỗi người mà chúng ta còn có thể biết được vận thế của cha mẹ. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về vận mệnh của người cha. Một là đường tình cảm rõ và có vân tua, cho thấy cha của người này rất thích trẻ con, đặc biệt họ rất yêu thương con cái, do vậy mà mối quan hệ giữa hai thế hệ gắn bó rất mật thiết. Hai là đường tình cảm, cho thấy trong quá trình trưởng thành có thể xuất hiện hai người cha hoặc từ nhỏ đã được người khác nhận làm con nuôi. Ba là đường tình cảm đứt đoạn và có vân đảo, cho thấy tình hình sức khỏe và vận thế của người cha không được tốt lắm, mà tướng tay này lại là khắc cha, vì vậy phải hết sức lưu ý. Bốn là đường tình cảm quá ngắn hoặc kẽ tay to, cho thấy người cha của người này không có tài sản để lại, hoặc dù có tài sản thì người này cũng khó mà được thừa hưởng, do vậy phải dựa vào sức của mình mà phấn đấu. Qua vân tay có thể biết được thông tin gì về người mẹ? Về đường sinh mệnh và đường vân thể hiện thể trạng và sức sống của một người, đồng thời qua đó có thể biết được mọi thông tin về người mẹ. Về đường sinh mệnh rõ và không có vân phụ, cho thấy không chỉ người này khỏe mạnh tràn trề sức sống mà người mẹ của họ cũng khỏe mạnh và có vận số rất tốt, vì đường sinh mệnh được hình thành ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Về đường sinh mệnh rõ ràng cho thấy trong thời gian mang thai, người mẹ cũng hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng, cung cấp cho bào thai của mình một môi trường gần như là hoàn hảo. Do vậy, đường sinh mệnh của họ mới được phát triển một cách tốt nhất. Trái lại, đường sinh mệnh có như sợi xích hoặc đan xen đứt đoạn, cho thấy trong thời gian mang thai, người mẹ của người này sống rất thiếu thốn, cơ thể không được bồi bổ, vì thế mà ảnh hưởng đến đường sinh mệnh của đứa trẻ. Người này hoặc khắc mẹ hoặc mẹ của họ có sức khỏe kém, về đường sinh mệnh ngắn và rối loạn, hoặc tại vị trí của điểm xuất phát có vân đảo. Nếu là thời xưa thì mẹ của người này có thể là vợ bé của người khác. Còn có hai đường sinh mệnh cho thấy người này từ nhỏ ngoài được mẹ chăm sóc, họ còn được bảo mẫu hoặc là bà nội chăm sóc. Về độ dài của đường sinh mệnh có mối quan hệ ra sao đối với sinh mệnh? Xét về thân thể, nếu đường sinh mệnh càng dài càng sâu thì cho thấy người này càng tràn trề về sức sống, đồng thời cũng có một tuổi thọ rất cao. Trái lại, đường sinh mệnh ngắn vừa nông cho thấy người này thiếu sức sống, về thể trạng kém hay ốm đau hoặc bệnh tật. Tính tình trọng thực tế, đôi khi còn quá nhát gan. Về đường sinh mệnh ngắn đến giữa chừng thì nhỏ lại rồi biến mất, cho thấy sức sống của người này rất kém. Nếu đường sinh mệnh trên cả hai bàn tay đều rất ngắn, cho thấy người này khi về già thì bệnh tật triền miên.
Phải hết sức lưu ý, còn nếu đường sinh mệnh trên cả hai bàn tay đều ngắn và dường như đều kết thúc ở tại một vị trí, cho thấy vào độ tuổi kết thúc đó có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ở một bên tay có đường sinh mệnh ngắn thì không phải lo lắng nhiều. Dấu hiệu khác thường đáng lo lắng nhất của đường sinh mệnh đó là đường sinh mệnh bị đứt đoạn. Đường sinh mệnh đứt đoạn cho thấy người này thích theo đuổi đời sống tinh thần hơn đời sống vật chất. Về bẩm sinh cơ thể đã yếu và hay đau ốm hoặc bệnh tật, thiếu khát vọng và sống có cá tính nổi bật. Nếu đường sinh mệnh trên cả hai bàn tay cùng đứt đoạn ở một vị trí và đứt khoảng 1 cm trở lên, cho thấy người này có vấn đề về trí lực. Nếu tại chỗ đứt đoạn, đường sinh mệnh lại xuất hiện một đường khác song song với đường sinh mệnh thì tình hình có khả quan hơn rất nhiều, dù có mắc bệnh cũng khỏi rất nhanh. Ngoài ra, chỉ cần tại vị trí đứt đoạn của đường sinh mệnh lại nối với đường vân khác thì cơ bản không phải lo lắng vấn đề gì. Về người có đường sinh mệnh rõ ràng là người rất khỏe mạnh. Muốn xác định được đường sinh mệnh rõ hay không thì phải đối chiếu với các đường chính khác, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán chính xác về đường sinh mệnh. Thể hiện tình hình sức khỏe và tinh thần thể xác con người là đường vân chính trên bàn tay mà khi sinh ra ai cũng có, vì vậy có thể dựa vào đó để đánh giá sức sống hoặc năng lượng thể lực của một người. Nhìn vào đường vân này có thể biết được người bẩm sinh khỏe mạnh hay yếu ớt, đồng thời cũng có thể biết được người này có mạnh dạn và có yêu quý tính mạng của mình hay không. Do vậy, về đường sinh mệnh thể hiện nhiều thông tin về chất lượng cuộc sống chứ không thể hiện riêng về tuổi thọ của con người. Về đường sinh mệnh sâu và rõ cho thấy người này có thể trạng tốt, về sức khỏe dồi dào và có khả năng trong lĩnh vực thể dục thể thao. Đồng thời, người này có cá tính rất mạnh, có thể vững vàng đối phó trước mọi khó khăn thử thách của cuộc sống. Trái lại, những người có đường sinh mệnh không rõ thường có khả năng vận động tương đối kém. Đa số họ đều không thích các hoạt động thể dục thể thao. Về người có hai đường sinh mệnh có phải là người có tuổi thọ cao không? Có một số người có tới hai đường sinh mệnh trên bàn tay gọi là đường song sinh mệnh. Nhưng điều này không có nghĩa là người này có thể sống khỏe mạnh cả đời mà không phải lo lắng về vấn đề sức khỏe và có thể sống trường thọ. Thực ra, người có hai đường sinh mệnh thì chỉ cho thấy họ có thể trạng tốt hơn người bình thường và có sức đề kháng của họ cũng tốt. Tuy đường sinh mệnh và đường chỉ tay được hình thành sớm nhất ngay từ khi thai nhi còn nằm trong bụng mẹ, nhưng người có hai đường sinh mệnh dù sinh ra thể trạng đã yếu thì nhờ vào có hai đường sinh mệnh nên tình hình sức khỏe của họ cũng dần được cải thiện nhiều hơn. Đó chính là lợi thế của họ. Ngoài ra, người có hai đường sinh mệnh cũng là người có hai mẹ, có nghĩa là ngoài người mẹ thân sinh ra thì họ còn có thêm một người mẹ nuôi hoặc người phụ nữ khác luôn quan tâm và chăm sóc họ thành người. Về các vân nhỏ và vân nhánh trên đường sinh mệnh nói lên điều gì? Trên đường sinh mệnh xuất hiện vân sao hoặc vân đảo, vân trở ngại, đó đều là dấu hiệu báo trước về tình hình sức khỏe, do vậy phải hết sức lưu ý và đề phòng kịp thời. Vân này là nơi tập trung năng lượng, nó được tạo thành bởi những đường vân ngắn cùng giao nhau tại một điểm trên đường sinh mệnh. Về cơ thể bị tổn thương một cách bất ngờ thì trên đường sinh mệnh sẽ xuất hiện vân này. Về vân đảo xuất hiện trên đường sinh mệnh cho thấy đường vân chính bị suy yếu. Vân này chia đường chính ra làm hai phần, đồng thời năng lượng của sinh mệnh cũng bị phân chia, làm cho sức đề kháng suy yếu. Khi vân đảo bắt đầu xuất hiện cũng là lúc bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Do vậy, lúc này phải hết sức lưu ý phòng trị tận gốc để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Về đường trở ngại và đường vân nhỏ chạy ngang đường sinh mệnh là thể hiện sự thay đổi về tâm trạng. Có thể là họ đang lo lắng về người thân nào đó, mức độ tâm trạng không ổn định mà họ thể hiện phải dựa vào độ sâu và độ dài của đường trở ngại mới có thể phán đoán được. Đường vân xuất hiện trên đường sinh mệnh có ảnh hưởng về tiêu cực nhưng cũng có ảnh hưởng về tích cực. Về vân sao hoặc vân đảo, đường trở ngại thuộc loại vân có ảnh hưởng tiêu cực,
còn vân nhánh xuất hiện trên đường sinh mệnh thường thuộc loại vân có ảnh hưởng tích cực, còn vân nhánh trên đường sinh mệnh hướng lên còn gọi là đường nỗ lực hoặc đường thành tựu. Còn nếu chạy về phía gò mộc tinh thì cho thấy người này có trình độ trong lĩnh vực học thuật. Còn nếu chạy về hướng gò thổ tinh thì cho thấy người này có thể kiếm lời qua việc kinh doanh. Còn nếu chạy về phía gò thái dương thì cho thấy người này hạnh phúc hoặc thu hoạch về được nhiều tiền bạc. Còn nếu chạy về phía gò thủy tinh thì cho thấy người này thành công trong sự nghiệp. Về vằn nhánh trên đường sinh mệnh hướng về gò nguyệt cho thấy người này có thể di cư ra nước ngoài hoặc đi du lịch nước ngoài. Còn vân nhánh càng dài cho thấy người này ở cách quê càng xa. Bên trong đỉnh sinh mệnh xuất hiện vân nhánh chạy về phía gò hỏa tinh thứ nhất hoặc gò kim tinh thì cho thấy các mối quan hệ thân mật của người này hoặc đối tượng có thể là bạn đời, con cái, cha mẹ hoặc cũng có thể là con vật nuôi trong nhà. Muốn biết cụ thể phải tham khảo độ tuổi của người này để phán đoán. Về qua đường sinh mệnh, làm thế nào để biết được một người có thể phúc thọ song toàn hay không? Từ xưa đến nay hầu hết mọi người đều mong muốn mình được phúc thọ song toàn. Thực ra vân tay của một người, đặc biệt là qua đường sinh mệnh, ta có thể biết được điều đó. Về đường sinh mệnh gần như là đường thẳng, đến đoạn giữa thì uốn cong cho thấy người này thể trạng và sức đề kháng tương đối kém, hay bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên sau tuổi trung niên thể trạng sẽ tốt hơn. Về đường sinh mệnh chạy đến đoạn giữa thì phân làm hai nhánh cho thấy người này khỏe mạnh và trường thọ, thể trạng và sức khỏe đề kháng tốt, tuy mắc bệnh nhưng có thể khỏi rất nhanh. Đoạn giữa của đường sinh mệnh bị đứt đoạn cho thấy người này có thể mắc bệnh nặng. Tuy nhiên nếu có các đường khác bổ trợ thì cũng có thể bình yên vô sự. Về đường sinh mệnh uốn cong tại phía trong của đường trung tâm ở ngón giữa cho thấy người này có thể trạng kém hoặc thiếu sinh lực, cơ thể nhiều bệnh tật, tính tình tiêu cực. Về đường sinh mệnh uốn cong trên đường trung tâm ở ngón giữa cho thấy người này khỏe mạnh và trường thọ, mọi việc diễn ra thuận lợi. Về đường sinh mệnh uốn cong ở phía ngoài của đường trung tâm ở ngón giữa cho thấy người này có cơ thể cường tráng, sinh lực dồi dào, hăng hái nhiệt tình. Khoảng một nửa trong những người có kiểu vân này và có cuộc sống đầy đủ và tình yêu rất tốt đẹp. Qua bàn tay, làm thế nào có thể dự đoán được điều bất trắc sẽ xảy ra? Tuy không phải là tất cả mọi điều bất trắc đều có thể tránh được, nhưng chí ít thì qua đường vân tay ta cũng thể dự đoán được nguyên nhân và thời gian xảy ra bất trắc, từ đó mà làm tốt khâu chuẩn bị trước các điều bất trắc xảy ra. Trên đường sinh mệnh xuất hiện đường đứt đoạn hoặc đường giao nhau với đường sinh mệnh, ta đều có thể coi đó là đường sự cố, đường tổn tài, đường phẫu thuật. Đó là dấu hiệu cho thấy tính mạng rất dễ gặp nguy hiểm hoặc người này có thể mắc bệnh rất nặng. Về đường tài vận giao với đường sinh mệnh cho thấy người này có thể vì tiền bạc mà sẽ gặp tai họa. Nếu trên đường quý nhân ở phía trong của đường sinh mệnh có hiện tượng phân nhánh và giao nhau với đường sinh mệnh thì đó cũng gọi là đường tai nạn. Đường hôn nhân chạy xuống rất nhanh và đoạn cuối có vân đảo cho thấy người bạn đời của người này có thể gặp sự cố bất ngờ. Ngoài ra nếu đường vân xuất hiện trên đường sinh mệnh thì ta có thể nhìn vào đó và phán đoán sự cố sẽ xảy ra vào năm nào, hoặc nhìn vào vị trí của đường tai nạn ta có thể biết được vào độ tuổi nào người này sẽ gặp sự cố. Về dự đoán thời gian xảy ra sự việc qua đường sinh mệnh như thế nào, đánh dấu những độ tuổi khác nhau trên đường sinh mệnh có thể dự đoán được thời gian xảy ra sự kiện, nhưng nội dung ở đây chỉ mang tính chất tham khảo về phương pháp như sau. Trước tiên, từ mé trong của ngón tay trỏ vẽ một đường thẳng đứng giao với đường sinh mệnh, điểm giao nhau giữa hai đường tương ứng với khoảng 20 tuổi. Tiếp theo, coi điểm ứng với 20 tuổi là mốc, hướng về phía ngón tay cái, đánh dấu từng năm một trước 20 tuổi trên đường sinh mệnh, sau đó lại coi điểm ứng với 20 tuổi làm mốc, hướng về phía cổ tay và đánh dấu những năm sau. 21 tuổi trên đường sinh mệnh, bạn có thể lựa chọn đánh một dấu ứng với 5 năm hoặc 10 năm, nhưng lưu ý khi đánh dấu không
được che lấp các điểm hay các vân khác trên đường sinh mệnh, cuối cùng có thể nhìn vào những ký hiệu mà đánh dấu để biết được sự kiện thể hiện qua vân tay, đồng thời cũng có thể dự đoán được thời gian cụ thể xảy ra về sự kiện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất, nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất.